Chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại buổi webinar của Sapo. Chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về Google Shopping, một loại hình quảng cáo của Google. Mình xin giới thiệu, mình là Quý, hiện tại đang phát triển sản phẩm Sapo. Và trong buổi ngày hôm nay thì mình cũng có mời thêm một anh Phương, hiện tại đang là chuyên gia của Google Ads. Trong sẽ đến chia sẻ trong buổi ngày hôm nay với chúng ta. Chào mọi người. Ok. Biết là chờ một chút để mọi người vào đông đủ thì mình sẽ bắt đầu nhé. Mọi người lưu ý là ở bên góc phải có một cái icon dấu hỏi, thì mọi người có thể là click vào đó và đặt câu hỏi, thì chúng ta sẽ có trả lời các câu hỏi từ mọi người vào cuối chương trình nhé. Ok, mình sẽ bắt đầu rồi. Ok, hôm nay thì sẽ có mình với Phương sẽ chia sẻ mọi người về Google Shopping. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Như mọi người thấy thì hiện tại thì kết quả tìm kiếm hay tìm kiếm ở trên Google thì hay thấy một cái loại quảng cáo mới được hiển thị ngay trên cái hàng đầu tiên của máy chủ tìm kiếm. Thì đây là một cái loại hình quảng cáo mới đã được ra mắt từ cuối năm 2018. Thì hiện tại thì hầu hết các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới cũng như ở Việt Nam đang sử dụng Google Shopping. Hầu hết thì chúng ta thấy như ở Việt Nam thì có Tiki, Lazada, Shopee hay là Sendor. Thì khi mà tìm kiếm một cái sản phẩm nào đó thì chúng ta thường hay gặp những cái sản phẩm của các cái đơn vị quảng cáo cũng như là các cái đơn vị lớn trên thế giới cũng đều đang sử dụng Google Shopping. Vậy thì quảng cáo shopping hay là mình gọi là quảng cáo mua sắm thì là gì? Đây là một cái loại quảng cáo dựa trên hình ảnh. Khi mà chúng ta search thì sẽ nhìn thấy ngay là có hình ảnh hay là có tên hay là có giá trực tiếp. Và đây là loại quảng cáo mà không cần phải sử dụng hoặc là lựa chọn là từ khóa, mà thay vào đó thì chúng ta sẽ cấp một cái nguồn cấp cho Google, tức là có danh sách sản phẩm chúng ta sẽ cấp Google và Google sẽ tự động chạy quảng cáo các cái sản phẩm của chúng ta theo cái từ khóa mà người dùng tìm kiếm. Khi mà Google cảm thấy là cái từ khóa đấy phù hợp với kết quả với cái những cái gì mà cái sản phẩm chúng ta đang quảng cáo thì sẽ có thể hiển thị ra cho người dùng. Và đây là cái hình quảng cáo mà cũng giống như các hình thức quảng cáo văn bản thường là cũng sẽ tính phí ở trên mỗi lần nhấp quảng cáo. Và cũng sẽ có những cái đo lường chuyển đổi và cái xếp hạng quảng cáo này cũng dựa trên giá thầu và liên quan đến các cái lịch sử và hiệu quả quảng cáo mà cái quảng cáo này đã vận hành có hiệu quả hay không, thì từ đó thì cái điểm chất lượng cũng như là cộng với cả cái giá thầu thì cũng sẽ là Google sẽ xếp hạng cái thứ hạng tìm kiếm. Vậy thì quảng cáo mua sắm thì hoạt động như thế nào? Khi mà chúng ta đang tìm kiếm ở trên Google hay là dùng máy tính hay trên điện thoại, thì khi mà nhập một cái từ khóa nào đó thì nếu mà cái từ khóa đấy có phù hợp với những cái các cái đơn vị mà đang chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái kết quả ngay ở cái trang đầu tiên. Khi mà hiển thị trên di động sẽ thấy ngay cái hàng đầu tiên trên trên di động. Chúng ta sẽ thấy trên di động nó sẽ là có khoảng 25 sản phẩm xếp trên một hàng, mà chúng ta có thể slide ra kéo dài 25 sản phẩm đó. Và Google chỉ hiển thị những cái sản phẩm liên quan đến từ khóa tìm kiếm thôi. Và thay như quảng cáo văn bản bình thường ý, thì một đơn vị thì thường là chỉ có một quảng cáo, chỉ có một cái quảng cáo ở trên một kết quả, chỉ có một quảng cáo thôi. Còn đối với cả quảng cáo mua sắm thì chúng ta một đơn vị quảng cáo có thể là hiển thị nhiều sản phẩm cùng trên một cái kết quả tìm kiếm. Thì
Theo Google thống kê thì có hai vị trí đầu tiên ở trên điện thoại di động như thế là có giá trị chuyển đổi, tức là giá trị click vào cao hơn gấp 3 lần so với các cái vị trí ở phía sau. Trên máy tính thì chúng ta sẽ thường thấy hai cái vị trí mà hay được hiển thị. Thứ nhất là ở ngay ở cái dòng đầu tiên mà trên cả loại hình quảng cáo văn bản là quảng cáo về mua sắm. Ở đây thì sẽ có 25 sản phẩm ở trên cái hàng này được quảng cáo. Ngoài ra thì hoặc là có thể là hiển thị ở bên phải, ở cái màn hình bên phải ở chính duyệt ấy. Thì khi mà hiển thị ở bên phải sẽ có 9 sản phẩm. Nhiều người thì khách hàng thì đang chạy quảng cáo văn bản rồi hay là một cái loại hình quảng cáo rồi đó thì sẽ có thắc mắc là liệu mình có chạy thêm loại hình quảng cáo mua sắm không, hay là dừng quảng cáo văn bản mà chuyển sang chạy quảng cáo mua sắm. Thì đây là cái số liệu mà từ Google thống kê ấy, là nếu mà đã sử dụng một cái loại hình quảng cáo văn bản rồi hay là một quảng cáo khác rồi, thì nếu mà sử dụng thêm quảng cáo về mua sắm thì sẽ có hiệu quả tăng, tức là cái tỷ lệ vào nếu mà chạy hai cái loại hình quảng cáo bao gồm cả quảng cáo mua sắm thì cái tỷ lệ mà vào trang web có thể tăng 90% và tỷ lệ mua hàng có thể tăng 83%. Tương tự thì các cái tỷ lệ về vào trang sản phẩm hay là vào trang giỏ hàng và tìm kiếm thương hiệu tăng đến hơn 70%. Chính vì thế là mình cũng khuyên mọi người nếu mà đang quảng cáo văn bản bình thường thì sản phẩm của chúng ta nếu phù hợp để quảng cáo mua sắm thì có thể là chạy luôn quảng cáo mua sắm, thì là mình sẽ kết hợp thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn khi mà chạy cả hai loại quảng cáo cùng lúc. Ngoài ra thì quảng cáo mua sắm ở Việt Nam thì hiện tại thì cũng đã mới chạy được khoảng hơn nửa năm đúng không nhỉ? Từ tháng khoảng tháng 11, tháng 10, khoảng tháng 10. Thì tuy nhiên thì quảng cáo mua sắm ở Việt Nam thì cũng chưa public hoàn toàn hết các cái tính năng ra. Chính xác. Thì hiện tại thì mới chỉ là cho phép người dùng thì hiển thị là tên giá, thì nó tên và giá đúng không? Thì ngoài ra thì hiện tại thì Google đang thử nghiệm, đang có thể để hiển thị thêm một số các thông tin như kiểu về đánh giá sản phẩm hay là thông tin về giao vận. Thì hiện tại là cũng đã có một số khách hàng là có thể chạy được cái tính năng này rồi, nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ đang là giới hạn, nhưng mà sắp tới, cái thời gian sắp tới thì có thể là sẽ ra mắt chính thức. Thì tất cả mọi người quảng cáo có thể thêm các thông tin về đánh giá hay là miễn phí hay là về thông tin về chi phí vận chuyển hay là các cái về chính sách khác. Thì như vậy nếu mà có các cái thông tin như này thì nó sẽ tăng cái mức độ tin cậy khi mà người dùng mua hàng hơn. Cái đánh giá này thì là sẽ là đánh giá là có phải là đánh giá trực tiếp từ phía người mua hàng đúng không cơ? Đúng ạ. Cái này là đánh giá trực tiếp của người mua hàng sau khi đã mua hàng thành công. Và cái này là sẽ là của thông tin sẽ bên thu thập của bên Google sẽ thu thập lại và đánh giá report lại trên cái mẫu quảng cáo đó. Vậy là cái mà đánh giá cái thông tin mà đánh giá sản phẩm này là mang cái mức trang cái tính tin cậy rất là cao. Dạ vâng, đúng rồi. Khi mà tìm kiếm, ngoài ra cái tìm kiếm thì ở tìm kiếm shopping ấy, thì chúng ta sẽ khi tìm kiếm thì sẽ có riêng một cái tab mà tìm kiếm là về shopping. Tức là nếu mà có rất nhiều khách hàng khi mà họ tìm kiếm, tức là mục đích của họ tìm kiếm là họ tìm kiếm luôn là họ cần mua gì, đúng không? Tức là nhu cầu tìm kiếm lúc đấy là nhu cầu tìm kiếm về mua sắm, thì thông thường thì họ sẽ chọn ngay cái tab hoặc cái tab search là cái tab về shopping, cái tab về mua sắm, thì các kết quả tìm kiếm hiển thị ra chỉ là những sản phẩm mua sắm thôi, đúng không? Chỉ không bao gồm các cái kết quả tìm kiếm khác, đúng không? Chỉ ở đây chỉ có những cái nhà
chạy quảng cáo, và những cái sản phẩm đây đều là những sản phẩm chạy quảng cáo của các bên đó. Ngoài ra thì khi mà tìm kiếm hình ảnh thì cũng có hiển thị luôn cả các cái kết quả tìm kiếm của các cái đơn vị đang quảng cáo về mua sắm luôn. Thì rất là trực quan khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta tìm kiếm một cái xe đạp hay là tìm kiếm một chiếc điện thoại thì có thể hiển thị ra ngay các cái đơn vị mà bán cái xe đạp hay cái điện thoại đấy luôn. Và nó đây là một cái lợi thế, bởi vì là bạn chỉ là một cái hình thức quảng cáo thôi nhưng mà hiển thị ở nhiều nơi khác nhau. Đúng rồi, nhiều nơi khác nhau thì có một có thể mình có thể chia sẻ thêm một số thông tin thêm cho mọi người nhé. Thực ra bây giờ là quảng cáo mua sắm là không đơn giản là chỉ hiển thị duy nhất ở trên trang tìm kiếm Google thôi, đúng không? Nó đúng. Sẽ bao gồm là mạng hiển thị và kể cả ở trên trang YouTube cũng sắp sửa có. Đúng rồi. Thế là rất là đơn giản. Như trước đây thì nếu mà mình quảng cáo ở trên các kênh thì mình phải setup một cái chiến dịch rất là nhiều nơi và nhiều loại chiến dịch, nhiều loại quảng cáo, đúng không? Đúng ạ. Còn bây giờ với shopping thì chúng ta chỉ cần là cấu hình ở một nơi và cái mạng hiển thị của Google sẽ hiển thị cái kết quả của tìm kiếm của chúng ta ở rất nhiều nơi khác nhau. Vậy thì tại sao lại trong quảng cáo Google Shopping là quảng cáo mua sắm? Như mọi người nhìn thấy ở cái màn hình bên cạnh, chúng ta khi mà chúng ta tìm kiếm một cái từ khóa tìm kiếm thì gần như là 1/3 cái màn hình đến một nửa cái màn hình đầu tiên ở trên máy tính hay trên điện thoại là hiển thị cái kết quả tìm kiếm của Google Shopping và ưu tiên lên trên đầu. Thì những cái thống kê mới của Google ở đây cho thấy những cái hiệu quả của Google Shopping đến từ những cái gì ạ? Khi mà chúng ta nhìn thấy một kết quả tìm kiếm như này thì người mua hàng hay người tìm kiếm sản phẩm thì họ thấy cái thông tin rất là trực quan. Cái điểm mạnh của Google Shopping ở đây là visualize, tức là thể hiện bằng hình ảnh. So với quảng cáo truyền thống bằng văn bản thì nó không thể hiện sự nổi bật như quảng cáo mua sắm. Chúng ta nhìn rõ về, nhất là chúng ta thấy là rõ ràng thông tin về sản phẩm, hình ảnh, tên, giá hay là giá rất là chính xác, hay là thương hiệu bán. Thì từ đó khi mà hình dung là khi mà kích người dùng đã một khi đã kích vào cái kết quả tìm kiếm mua sắm thì thường là cái click đấy có giá trị rất là cao, đúng không? Tại vì người ta đã biết được rằng là tên sản phẩm, là giá sản phẩm và cái hình ảnh sản phẩm, chính xác luôn. Như quảng cáo văn bản bình thường thì chúng ta thường là chỉ có những cái thông tin giới thiệu thôi, và chúng ta click vào cái thông tin giới thiệu đó thì vào cái trang landing, trang đích thì chúng ta mới nghiên cứu thông tin. Nhưng mà cái thông tin lúc đấy có thể là cái người dùng mới chỉ là tìm kiếm thông tin rồi. Thôi. Tức là người dùng lúc đó thì có thể là chưa biết chính xác là cái nội dung của cái quảng cáo đấy nó có phù hợp với cái nhu cầu của họ không. Có thể là đúng sản phẩm mua hoặc không đúng sản phẩm mua. Tại vì cái thông tin quảng cáo văn bản thường nó sẽ không chứa được đầy đủ các thông tin như là quảng cáo mua sắm. Thì chính vì thế là cái giá trị chuyển đổi của quảng cáo mua sắm thường nó có giá trị chuyển đổi cao hơn. Một cái click vào đã vào cái website thì cái tỷ lệ mua, tỷ lệ click đến mua hàng thành công nó cao hơn rất nhiều so với là cái đầu tiên của search. Yeah, chính xác. Thì chính vì thế nó mang lại cái hiệu quả cho quảng cáo mua sắm. Thì chính vì thế là hiện tại là hầu hết các cái doanh nghiệp bây giờ về bán lẻ thì hầu như họ đang khai thác rất nhiều cái tiềm năng từ quảng cáo mua sắm. Tuy nhiên thì bây giờ ấy, cũng có rất nhiều doanh nghiệp cũng đang tìm kiếm, hay là người bán hàng cũng đang mong muốn là chạy quảng cáo mua sắm. Nhưng mà theo thông tin từ Google là cũng không phải tất cả các sản phẩm nào cũng có thể chạy được quảng cáo mua sắm, đúng không ạ? Chính xác. Tức là nó sẽ có chính sách riêng dành cho quảng cáo mua sắm. Yeah. Thì để chúng ta có thể biết được các cái thông tin là các cái sản phẩm của chúng ta có được quảng cáo mua sắm không, có chạy được các cái hình thức quảng cáo mua sắm không, thì mình có thể nhờ Phương để chia sẻ thêm về
những cái hình thức nào có thể là có thể chạy được quảng cáo mua sắm, hay là có những cái lưu ý gì khi mà chạy quảng cáo mua sắm đối với cái sản phẩm của người bán? Vâng, ok, để sẵn sàng đây cần nhiều vấn. Ok, chào mọi người. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người về các cái hình các cái chính sách về quảng cáo mua sắm dành cho Google Shopping. Điều đầu tiên mọi người sẽ cần biết đến đó là các cái chính sách mua sắm sẽ dành mục đích để bảo vệ người dùng, và các chính sách này sẽ cập nhật liên tục, và có nghĩa là những cái quảng cáo, không phải quảng cáo nào của các nhà quảng cáo được cũng được duyệt, bởi vì nó sẽ bị vi phạm về chính sách về an toàn với người dùng. Thì những cái sản phẩm bị vi phạm chính sách như vậy thì sẽ không được chạy quảng cáo. Mình tiếp tục đến là sẽ ở trong này sẽ bao gồm là những cái nội dung bị cấm này, hành vi bị cấm này, nội dung bị hạn chế, và mình sẽ đi theo từng phần nhé. Bắt đầu mình đến phần nội dung bị cấm. Nội dung bị cấm thì sẽ bao gồm như này, là những cái sản phẩm là hàng giả, sản phẩm nguy hiểm, như ví dụ như là vũ khí, chất nổ, thuốc lá, các cái sản phẩm không trung thực, nó sẽ bao gồm những ví dụ như là bằng giả, phần mềm đánh cắp dữ liệu của khách hàng, hoặc là những nội dung không phù hợp sẽ bao gồm là nguy hiểm hoặc có tính xúc phạm tới người, tính xúc phạm và tính nhạy cảm. Các bạn có thể thấy là nếu mà ở đây thì hàng giả, ví dụ như là các bạn, mọi người sẽ bị một cái tình trạng đó là mọi người bán những hàng, những nhà bán lẻ thì thường thường nhập hàng về bán, thì nó có bị một cái đó là cái thương hiệu. Cái thương hiệu đấy nếu mà mọi người không được sự cho phép của nhà cung cấp hoặc là nhà phân phối hoặc nhà sản xuất ấy, thì sẽ không được quảng cáo và không chạy được, và sẽ quảng cáo của bạn sẽ bị hạn ngay lập tức. Ví dụ như là các hãng đồ thời trang lớn thì sẽ bị như vậy, hoặc là các hãng giày, và có rất nhiều nữa mà mình ở đây không thể kể hết được, nhưng mà nó sẽ liên quan đến là thương hiệu của cái sản phẩm đó. Về các cái phần về nội dung bị cấm thì sẽ chủ yếu nó sẽ bao gồm là những cái sản phẩm liên quan đến dịch vụ bị hạn chế, kiểu dịch vụ thẻ quà tặng, sản phẩm tài chính, bán vé, ví dụ như là vé xem phim hay là vé xem đá bóng, hoặc là vé máy bay không chạy được, và những phương tiện vận chuyển ví dụ như là ô tô, xe máy, xe đạp điện, mà xe đạp điện đấy phải có quy định rằng là phải đi dưới tốc độ 25 km/h hoặc 10 thì hoặc là 15 mai 1 giờ theo như cái mức đo lường tính của ở bên nước ngoài, hay người ta hay dùng là mai, còn bên mình hay dùng là km/h. Còn các sản phẩm như là ví dụ là bất động sản, ví dụ như là nhà đất các thứ mình cũng chạy được quảng cáo. Tại vì như nhà đất thì thực ra là cũng rất là khó chuyển đổi trong quảng cáo đúng không? Nó là như này, thật ra là các cái nhà quảng cáo về nhà đất ấy, thì nó sẽ khó để đưa ra cái chuyển đổi ngay được, bởi vì giá thành nó rất là to, nó cực kỳ lớn, và sự cân nhắc của khách hàng sẽ rất là lớn, và thứ nhất đặc biệt là nhà đất không thể giao hàng được. Và cái quan trọng của Google Shopping là phải giao hàng. Tức là Google Shopping tức là hướng đến cái việc là hoàn tất ở trên trên online, phải hoàn tất được trên online đúng không? Thì ví dụ như là mua một cái ô tô giá trị rất lớn thì cũng không thể nào dễ dàng mua online được, hay là mua bất động sản cũng là một tương tự đúng không? Mình phải là có thời gian đến xem tận nơi cái sản phẩm đấy như nào, rồi trải nghiệm thử hay như nào đó. Thì như Phương chia sẻ thì tức là chính sách thì Phương có thể chia ở đây, ở cái màn hình này chúng ta thấy là có rất nhiều các loại dịch vụ nó ở trong cái hạn chế, tức là không chạy được quảng cáo mua sắm. Thì
Tuy nhiên thì cái này có phải là cái những cái hạn chế này nó theo từng thị trường không, hay là hầu tất cả các nơi trên thế giới, hay là nói chung về Google Shopping đều bị hạn chế như này? À, thế thì đây em chia sẻ chút, đó là những cái nội dung này ở đây đều là bị cấm. Cấm có nghĩa là sẽ không được quảng cáo, không được sử dụng dịch vụ của Google Shopping, chứ không phải là bị hạn chế. Hạn chế có nghĩa là một số những cái dịch vụ đấy ở một số quốc gia sẽ được, nhưng mà ở đây thì là nó là nội dung bị cấm hoàn toàn khỏi Google Shopping, Tức là các cái nội dung này là hoàn toàn cấm không. hoàn toàn tất cả các quốc gia Chính đúng xác. không? Thì vậy là Phương có thể chia sẻ về những các cái loại hình mà nó đang bị hạn chế như nào không? Bị hạn chế. À ok, thế thì để đi mình đi tiếp theo về những cái sản phẩm bị hạn chế đấy. Thì nó sẽ ở cái mục số 3. Thì tí nữa mình có thể chia sẻ thêm về chỗ đấy sau. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi đến các cái hành vi nó bị cấm. Các hành vi bị cấm nó sẽ là mang lại lạm dụng cái mạng quảng cáo và thu thập sử dụng dữ liệu và mô tả sai lệch. Các hành vi xâm phạm đến sự an toàn cho người dùng và mô tả sai lệch về về bản chất của cái sản phẩm đó. Thì bắt buộc thông tin liên hệ thì nó sẽ có, và những người dùng sẽ tới tối thiểu trong chỗ phải có ít nhất hai trong số ba cái yêu cầu ở đây, đó là có số điện thoại, địa chỉ cửa hàng và địa chỉ email, và không cho phép sử dụng được nhiều mẫu, nhiều nhiều cái liên hệ khác nhau. Ừ, Có nghĩa là cái mẫu liên hệ này phải là duy nhất và là chính xác. tức là cái thông tin này là phải có rõ ràng ở trên cái trang đích Chính khi người xác ạ. dùng truy cập vào đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Theo là cái đến cái hành cái trang thanh toán. Trang thanh toán ở đây nó sẽ như anh Quý biết và làm nhiều ấy thì cũng sẽ biết là Google khoảng 2-3 năm gần đây nó bắt buộc nó chuyển sang rằng là sẽ tối ưu hơn khi có HTTPS Đúng rồi. là để cho bảo vệ cái thông tin, bảo mật thông tin của người dùng. Đúng rồi. Thì như ở đây thì Google Shopping thì nó áp dụng cái công nghệ mới nhất thôi, để coi như là để đảm bảo được cái thông tin người dùng đó không được lộ ra ngoài và không thể thu thập được, thì phải ở đây yêu cầu bắt buộc phải có HTTPS là SSL đấy. Hầu hết là bây giờ là các cái trang đích của Google quảng cáo là hầu như là bắt buộc là có Chính HTTPS xác rồi. ạ. Nhất là với các cái trang về thanh toán, khi mà người dùng nhập các cái thông tin về cá nhân, thông tin về thẻ thanh toán các thứ thì là phải có chứng chỉ về bảo mật. Thì Em HTTPS ở đây mình có thể chia sẻ thêm một chút về HTTPS và HTTP thông thường. Thì trước đây hầu hết là các website của chúng ta đang chạy ở trên HTTP thường, thì đây là một cái giao thức mà không được bảo mật, không được mã hóa khi mà gửi nhận thông tin. Ví dụ là khi mà chúng ta mua một món hàng gì đó mà chúng ta nhập ở một thông tin ở một cái trang thanh toán, thì nếu mà một cái website mà sử dụng HTTP thường thì hoàn toàn các cái thông tin đấy có thể bị đánh cắp trong quá trình mà chúng ta nhập và gửi đi. Thì đối với HTTPS thì là một cái giao thức mới, và các cái dữ liệu mà truyền gửi giữa người nhận và người mua qua website thì hoàn toàn được mã hóa, thì như vậy có thể là yên tâm về cái dữ liệu mà sẽ không bị đánh cắp trong quá trình mà mua hàng. Thì Google bây giờ rất là khuyến cáo đối với người mua cũng như người bán phải bảo mật một thông tin rất là rõ ràng. Thì chính vì thế là gần như là bắt buộc đối một cái website là một cái landing quảng cáo là bắt buộc là phải có cái HTTPS để chạy quảng cáo, và không chỉ là hỗ trợ để quảng cáo tốt hơn. Thì bản thân là bây giờ người mua hàng, khi mà người mua hàng vào một cái website thì thấy một cái website có chứng chỉ bảo mật thì họ gần như là họ không tin tưởng hơn, và khi mà mua hàng thì họ biết được là thông tin của họ hoàn toàn được an toàn khi mua hàng và không bị đánh cắp. Thì như vậy là hình dung là người mua hàng đã vào một website mà cảm thấy tin cậy thì cái tỷ lệ mua hàng của họ cao hơn bình thường, hơn là một cái website mà không có chứng chỉ bảo mật, thì khi vào thì bản thân người người mua cảm thấy không an toàn. Đôi khi có thể là rất thích sản phẩm đó nhưng mà họ cảm thấy không an toàn với cái thông tin khi mua hàng ở trên website đó, thì họ có thể rời cái trang đích mua hàng đó, thì như vậy là rất là lãng phí. Đâu.
Thế mình đi theo đến tiếp theo nhé. Bắt đầu mình sẽ đến với cái chính sách của vấn đề trả hàng và hoàn tiền. Các cái chính sách trả hàng hoàn tiền nó sẽ là chính sách bắt buộc dành cho cái mùa shopping, bởi vì là nó sẽ bảo vệ được người dùng, bảo vệ được những cái món hàng của người dùng nhận được đến tay nó phải trùng khớp với những cái gì mà khách hàng nhìn thấy được trên quảng cáo, thì nó sẽ có vào khung thời gian cho phép trả hàng và giao tiền và hoàn tiền rõ ràng, và ai sẽ là người thanh toán tiền vận chuyển, và các chính cách bắt đầu để quá trình trả hàng và hoàn tiền đấy như thế nào, ví dụ như là qua email hay là qua điện thoại, và các chính sách đối với các sản phẩm bị lỗi, bị hỏng, và các chính sách sẽ được về hầu hết bây giờ các cái này thì các cái chính sách này thì như mình thấy là các website thường là rất là thiếu cái thông tin này. Dạ vâng, đúng rồi, hầu như là bên các cái website bán lẻ bây giờ đang bị thiếu rất là nhiều thông tin này, ví dụ như là cái chính sách hoàn tiền, hoàn trả sản phẩm và hoàn tiền cho khách hàng hay bị thiếu những cái này, và những cái chính sách dành cho là trả hàng đó thì hay bị thiếu. Khi mà với các cái loại hình quảng cáo văn bản thường là Google sẽ không yêu cầu các cái chính sách về hoàn trả hay là các cái chính sách về mua hàng, đổi trả hàng như nào, đúng không? Được. Tại vì đây là một cái loại hình quảng cáo là quảng cáo mua sắm. Được. Thì khi mà Google chạy quảng cáo điều này thì Google cũng cần bảo vệ những cái thông tin dành cho người mua, đúng không? Thì những cái thông tin về chính vì thế thì cái website hay là các cái landing về chạy quảng cáo mua sắm thì cần các cái thông tin về đổi trả rất là rõ ràng. Được. Để khi mà có xảy ra những các cái điều kiện liên quan đến sản phẩm, ví dụ là không đúng sản phẩm hay là đúng sản chắc. Phẩm bị hỏng hóc thì đúng sẽ đổi trả như thế nào, đúng không? Đúng không? Thực ra thì không chỉ là đối với quảng cáo, với một cái website bán hàng bình thường thì cũng nên có các cái thông tin này. Vâng. Thì khi cái thông tin này khi người mua hàng vào website có những cái thông tin về mua hàng và chính sách hoàn trả hay là chính sách mua hàng, chính sách về vận chuyển, thì cái người mua hàng cũng sẽ thấy yên tâm hơn khi mua hàng. Thì chúng ta có thể là dù là có chạy quảng cáo hay không chạy quảng cáo thì cũng nên có cái chính sách về bán hàng rất là rõ ràng, đúng không? Mình đi đến tiếp theo là các cái điều kiện và điều khoản của lập hóa đơn. Thì ở trong này thì nó sẽ có yêu cầu rằng là một cái website sẽ có ít nhất hai hình thức thanh toán, ít nhất là hai hình thức thanh toán, và trong đó là bao có yêu cầu có một cái bắt buộc đó là một hình thức thanh toán online. Thì ở đây thì nó sẽ có bao để có xác minh được rõ ràng được cái người mua hàng, ví dụ sẽ sử dụng thẻ Master hay Visa, nói chung là thẻ thanh toán được. Như vậy thì bây giờ rất nhiều website mà đúng là chưa có hình thức thanh toán online thì liệu họ có thể chạy được quảng cáo của shopping? Nó sẽ, nếu mà không có hình thức thanh toán online thì thường thường mọi người vẫn có, ít nhất là bán hàng thì mọi người cũng sẽ có một cái thẻ ngân hàng, đúng không anh? Thẻ ngân hàng thì có thể điền có thể là dùng để chuyển khoản cũng được. Tức là loại một cái hình thức chuyển khoản chứ không nhất thiết là phải thanh toán online, qua cổng thanh toán online, đúng không? Không cần thiết phải qua cái cổng thanh toán online. Thì bây giờ rất là phổ biến, website bây giờ hầu hết là các website bây giờ là đang các hình thức thanh toán kiểu chuyển khoản hay là COD là rất đúng là rồi. Nhiều COD và chuyển khoản, thường thường sẽ là COD và chuyển khoản. Vậy thì chúng ta có thể yên tâm là các website mà đang có các hình thức thanh toán như kiểu về COD nó cũng có thể chạy được quảng cáo mua sắm bình thường, phải kèm đi kèm theo. Được. Phải kèm theo nữa là một cái hình thức về ít nhất là chuyển khoản. Yeah. Qua ngân hàng, tức là có hai cái loại hình thanh toán để khách hàng có thể lựa chọn trong ngày, chứ không phải là bắt buộc khách hàng chạy một cái lựa chọn duy nhất thôi. Có nghĩa là không, cái trang thanh toán đấy phải có ít nhất hai cái hình thức thanh toán, và mọi người ở trong cái trong đó thì khách hàng có thể lựa chọn được rằng là mình sẽ thanh toán bằng cái hình thức nào. Và đây bây giờ mình sẽ đến cái phần nội dung bị hạn chế. Như anh Quý có vừa chia sẻ với mình lúc đấy, có đặt câu hỏi với mình lúc đấy, thì bắt đầu mình sẽ hạn chế như ví dụ như là những sản phẩm liên quan đến nội dung của người lớn,
thì sẽ bị hạn chế. Như ở một số nước ngoài, có một số nước ngoài thì cái này thì nó đã là một cái sản phẩm cấm. Ví dụ như là những cái sản phẩm như các bạn như là bao cao su, thì ở Việt Nam nó không được coi đấy là sản phẩm người lớn, mà nó là sản phẩm không an toàn ở gia đình thôi, thì vẫn có thể chạy quảng cáo được trên Google Shopping. Tức là ở đây mình hạn chế, có nghĩa là vẫn trong một cái phạm vi nào đó thì mình vẫn có thể chạy được quảng cáo. Chính xác, mình vẫn có thể chạy được quảng cáo được, nhưng mà cái mô tả của cái sản phẩm đó không được không được nói đến, chia sẻ đến về tác dụng của nó, tác hại của nó, và không được, nhất thiết là không được ghi là công dụng của nó ảnh hưởng đến cơ thể người như thế nào, kể cả là tốt hay là xấu cũng không được ghi. Thì mình có thể chạy được. Và đồ uống có cồn, nhưng mà phải đồ uống có cồn dưới 5 độ. Dưới 5 độ, tức là dưới 5 độ như kiểu bia. Bia nhưng mà bia nhẹ lắm luôn ấy. Thì mình có thể chạy được, chứ còn là bia trên 5 độ là không được. Ví dụ là bia vẫn có thể chạy được, nhưng mà với cái lồng độ cồn thấp thì lúc nào cũng có thể chạy được. Dạ vâng, đúng không ạ? Ví dụ như vậy thì hầu hết các cái loại rượu là không chạy. Đúng rồi, rượu thì chắc chắn là sẽ không chạy được. Và cái các cái sản phẩm liên quan đến bản quyền. Bản quyền tức là sao? Có nghĩa là nếu một cái sản phẩm đấy có bản quyền và có được sự cho phép của người của cái bên có bản quyền đó chấp nhận thì có thể chạy được. Chứ còn là nếu mà không thì cũng không thể chạy được. Tức là như thấy là có một số hàng như là như kiểu bán Lego ấy. Đúng không? Thì thường là nếu mà phải có chứng chỉ và chứng nhận từ nhà sản xuất chứng Lego sản thì mới được chạy, đúng không? Chứ còn nếu không thì sẽ không được chạy những quảng cáo đó, đúng không? Sản phẩm đó. Thường thì mọi người có thể search Lego ra thì đa số chỉ có là ở bên Lego Việt Nam là. Nhưng mà có rất nhiều các sản phẩm trên thị trường thì đều là những cái sản phẩm cũng có những cái thương hiệu phổ biến. Thì liệu các cái sản phẩm đấy nó có bị bản quyền không, như kiểu như là iPhone như là nó phải là đăng ký bản quyền tại Việt Nam, tức là cái tức là cái thương hiệu đấy phải đăng ký bản quyền, chính xác ạ, để bảo vệ, tức là đăng ký bảo vệ bản quyền, chính xác. Tức là không phải tất cả sản phẩm mà những cái đơn vị mà những cái doanh nghiệp nào chủ động đăng ký bản quyền thì mới có nằm trong danh sách này, chính xác. Còn nếu mà không đăng ký thì có thể đăng ký, có thể chạy thoải mái, đúng không? Và thứ ba đến các cái vấn đề về chăm sóc sức khỏe y tế, cái này khá là nhiều. Nhiều cái ví dụ như là thuốc không kê đơn ở một cái số, được phép ở một số quốc gia thôi, có nghĩa là thuốc không được kê đơn. Ở Việt Nam hiện tại thì có thể cho nhận cái đó, nhưng mà chỉ là một số, không được toàn bộ. Và thuốc kê đơn cũng thế, ở Việt Nam thì có thể chạy được cái này. Và nhưng mà cũng ở trong cái phần mô tả đó nó sẽ bị hạn chế đi, có nghĩa là cũng không được ghi là nội dung gây hiểu lầm đối với các cái sản phẩm đó, hoặc là các cái thông tin đó nó có cam kết là có tác dụng như nào đối với cái cơ thể con người thì sẽ không được. Thuốc và thực phẩm bổ sung không có giấy phép lưu hành, có nghĩa là thực phẩm bổ sung đây mọi người có thể hiểu là thực phẩm chức năng ấy. Vậy thì cái thực phẩm chức năng thì mình có thể chạy? Thực phẩm chức năng hoàn toàn có thể chạy được. Google đã mới mở cái dòng sản phẩm thực phẩm chức năng này ra. Có nghĩa là trước đây ấy, thì thực phẩm chức năng không chạy được. Nhưng mà hiện tại gần đây thì thực phẩm chức năng có thể chạy được, nhưng mà cũng phải giống như nó sẽ phải các cái chính sách giống như bên thuốc ấy. Là không được cam kết như nào đối với cơ thể người, không được gây tác dụng như nào, không được ghi các cái nội dung mà dễ gây hiểu lầm đối với khách hàng đó. Sản phẩm tăng cường sinh lý, cái này cũng rất là hot. Bên mình cũng khá là nhiều khách hàng có nhu cầu về cái sản phẩm tăng cường sinh lý này, nhưng mà nó cũng bị hạn chế đi rất là nhiều về cái phần mô tả. Và sản phẩm liên quan đến giảm cân, cái này cũng bị hạn chế. Và hạn chế ở cái phần giảm cân này như nào, có nghĩa là cái phần tác dụng và cái phần cam kết là bao nhiêu ngày bạn có thể giảm được bao nhiêu cân thì không được.
Nó sẽ còn cái đấy, cái thuốc đấy nó còn phải tùy thuộc vào cái cơ địa của người đó, người sử dụng, xem nó có hợp thuốc hay không và nó có cái tác dụng như nào như hay không, và các cái sản phẩm thuốc mà có gây tác dụng phụ sẽ không chịu được. Tức là nhìn chung về cái chỗ và các cái sản phẩm liên quan đến dịch vụ y tế thì là cơ bản là sẽ chạy được, đúng không? Mà chúng ta sẽ cần phải kiểm soát nội dung để nó phù hợp với chính sách đối với Google, cũng như là không mang lại các cái thông tin nhầm lẫn hay là cái thông tin mà nó không chính xác đối với sản phẩm, chính xác đối với người mua, đúng không? Thì có thể chạy được, đúng không? Đúng không? Tức là các cái đơn vị mà bán về các cái sản phẩm y tế có thể hoàn toàn để có thể chạy được, đúng và có thể các cái đơn vị về quảng cáo có thể là hỗ trợ với tư vấn để có thể hỗ trợ với các doanh nghiệp về y tế để chạy quảng cáo, chính xác. Về các dịch vụ tài chính thì ở đây nó cũng bị hạn chế đi, rồi các cái nhãn hiệu, rồi các hình thức hay kinh doanh bị hạn chế khác, ví dụ rồi đến các cái nội dung về chính trị thì chắc chắn sẽ không chạy được, chính trị rồi. Kể cả là từ search thường cho đến search text cho đến mạng hiển thị cho đến các thứ, bởi vì theo bộ luật Việt Nam nó bị dính vào cái điều đó, nó sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều, có nghĩa là không được đề cập đến cái phần chính trị ở trong cái quảng cáo đó. Thì các cái nội dung hạn chế này ra thì nó cũng theo từng khu vực, theo từng thị trường, theo từng quốc gia, đúng không ạ? Tại vì theo đặc thù văn hóa đúng ở từng quốc gia thì có những cái nội dung mà nó phù hợp với quốc gia đó. Chính xác. Thì ngay cả trên Việt Nam thì Google cũng đang thay đổi liên tục, đúng không? Càng ngày thì cũng có càng nhiều các cái loại hình sản phẩm khác có thể chạy được quảng cáo, đúng không? Rồi. Rồi bây giờ sau khi đó thì chúng ta sẽ đến cái phần đó là phần tối ưu hóa nội dung. Thì mọi người hay hỏi rằng là liệu như nào là một cái sản phẩm tốt để có thể chạy được cái của để tốt để có thể chạy được Google Shopping ấy. Thì chúng ta cùng đi đến các cái thiết lập tiếp. Thì cái phần tối ưu nội dung này nó sẽ là cái nội tối ưu phần tiêu đề, tối ưu phần mô tả và tối ưu về mặt hình ảnh. Là cái bước đầu chúng ta đã đi qua là cái việc là quảng cáo, giới thiệu về quảng cáo mua sắm, về những cái lợi ích của quảng cáo mua sắm hay là cái ưu điểm của quảng cáo mua sắm rồi. Và chúng ta cũng đã biết được là các cái sản phẩm của chúng ta là có nằm trong danh sách cấm hay là trong danh sách hạn chế hay không, và cũng đã biết được là có thể chạy hay không quảng cáo. Thì cũng bây giờ cũng rất nhiều người mua vân vân là thì đã mình cũng rất muốn chạy quảng cáo mua sắm rồi, thì làm thế nào để có thể là chạy quảng cáo mua sắm cách hiệu quả, một cái đưa một cái nội dung ra làm sao để mang lại cái hiệu quả quảng cáo một cách tốt nhất, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần tối ưu hóa làm sao một cái nội dung hay là cụ thể là thông tin của một cái sản phẩm đẩy lên Google Shopping như nào thì sẽ mang lại hiệu quả. Phần cái tội cái phân phối quảng cáo của trong Google Shopping ấy, nó sẽ có dựa trên những cái tiêu chí như là hình ảnh, mô tả nội dung, mô tả sản phẩm và cái tiêu đề sản phẩm. Đó là những cái mà Google sẽ lấy ra để có thể sắp xếp quảng cáo, sắp xếp được thứ hạng và ở trên đó sẽ đưa ra được rằng là cái nội dung nào tốt và đưa ra cái mẫu quảng cáo tốt cho khách hàng. Thế nào gọi là một cái tối để làm tối ưu của cái phần nội dung ấy, thì mình đó là tối ưu về tiêu đề, tối ưu phần mô tả, tối ưu về mặt hình ảnh. Chúng ta đi đầu tiên tối ưu mặt tiêu đề. Các cái tiêu đề sẽ bao gồm các thuộc tính riêng và quan trọng của sản phẩm ở trong phần tiêu đề. Cái tiêu đề cũng là một cái rất là quan trọng, đúng không? Chắc vì nó là một cái dòng ngay dưới sản phẩm và người dùng thường đọc cái thông tin đấy, thì cũng giống như là quảng cáo văn bản, thì cái tiêu đề cũng là một cái gần như là quan trọng nhất. Cái đập vào mắt. Đối với quảng cáo thì nhưng đến đối với quảng cáo mua sắm thì tiêu đề cũng chưa hẳn là một cái quan trọng nhất, đúng không? Nhưng mà nó cũng là một cái thông tin rất là quan trọng, đúng không? Và chúng ta cần xây dựng một cái tiêu đề làm sao cho nó phù hợp với văn bản.
một cái sản phẩm quảng cáo. Vâng, cái này thì em chia sẻ thêm một chút, đó là cái tiêu đề nào thì cũng có thể chạy được Google Shopping. Đúng. Nhưng mà làm thế nào để có một cái tiêu đề tốt để có thể phân phối quảng cáo? Mình có giới hạn như nào đối với tiêu đề quảng cáo của Shopping? Có giới hạn thứ tự là như nó bị giới hạn về ký tự, số lượng ký tự khoảng là 70 ký tự. Và nó sẽ ở trong cái tiêu đề này sẽ có nếu mà tốt ấy, thì nó sẽ có bao gồm là những cái tính năng chính của cái sản phẩm đó. Ví dụ như ở đây mọi người có thể nhìn thấy đó là cái phần ở cái chỗ phần tiêu đề ở đây là dành cho giày, thì ở đây thì đó là giày có. Giày thương hiệu cái gì này, loại giày thương hiệu gì, đúng rồi, giày loại giày đúng không, đúng rồi, tức là loại giày, loại giày thì tên giày này chính xác, xong là mức độ phù hợp với ai, là ví dụ giày này có giày nam hay giày nữ, nhưng mà cái giày này ví dụ trong cái mẫu quảng cáo này thì là một loại giày unisex, tức là dành cho cả nam và nữ đều sử dụng được, đúng không, và nó sẽ có mô tả và có màu sắc luôn, chính xác. Thì như thương. Vậy là khi mà hoặc là có thêm là size nữa, chẳng hạn size giày chẳng hạn, đúng không? Thì như vậy là khi mà người dùng thấy cái quảng cáo này thì họ đặt được thông tin rất là rõ rồi, và gần như là họ biết chắc chắn là cái thứ họ cần họ sẽ click vào, đúng không? Đây là quan trọng. Thì cái chương hóa tiêu đề này là một cái rất là quan trọng khi mà truyền tải được cái thông tin của cái sản phẩm của mình muốn bán đến cho người mua, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đến cái phần tối ưu hóa tiêu đề, cái phần thương hiệu và loại sản phẩm thuộc tính sẽ có cơ bản là như vậy. Ví dụ như mọi người có thể thấy là một kia là một cái ví dụ của một cái tiêu đề tốt để có thể chạy được cái quảng cáo đó. Đây là một cái cấu trúc mà gọi là tối ưu. Ngay cả phía Google cũng tư vấn cho các nhà bán hàng là từ cấu trúc là sẽ kết hợp được sự là có thông tin về nhãn hiệu, đúng không? Rất là quan trọng với cái sản phẩm, đúng không? Rồi các cái thuộc tính nổi bật của sản phẩm đó, như cái giày lúc đấy thì nó là một cái loại giày sneaker, rồi là giày cho cả nam cả nữ đều đi đường, đúng không? Hay là cái thuộc tính của đó là màu đen đấy, đúng không? Thì đấy thì là cái cấu trúc đề xuất đối với một cái tiêu đề ấy, thì mình nên kết hợp giữa nhãn hiệu, thuộc tính, loại sản phẩm hay là một cái mẫu rồi đấy. Dạ. Thì ở đây mình sẽ có một ví dụ như là một cái loại thì kiểu một cái tiêu đề rất là rõ ràng là cái TV Samsung thông minh QLED 65 inch, đúng không? Và ở đây nó có các cái thuộc tính như là màn hình cong này, 4K ultra HD, và ở đây đặc biệt luôn là có cả mã số của sản phẩm đấy, tức là cái mẫu sản phẩm, mẫu tức là cái mẫu của cái mẫu TV đấy của cái nhà sản xuất đó, đúng không? Thì rất là rõ ràng, thì một cái tiêu đề như này thì nó chứa đầy đủ các thông tin để cho người mua, thì khi người mua đấy click vào thì gần như là họ sẽ biết chắc chắn là cái thứ họ cần. Dạ. Rồi ở trong này thì mọi người có thể thấy là đây là những cái recommend dành cho kiểu như là một cái sản phẩm có cái tiêu đề tốt, sẽ có bao gồm thương hiệu này, thước này, ví dụ như là ở bên kia mọi người thấy giày chạy bộ trong nhà. Trong nhà là một cũng là một cái tính năng dành cho chạy bộ trong nhà, thì nó cũng là một cái tính năng dành cho cái giày này. Thì rồi là cỡ số 9. Đấy thì ở đây cũng có là size, rồi tai nghe ở dưới cũng vậy ha, đúng không? Cái tai nghe trong phòng nếu mà cứ nói chung này thì nó cũng hơi bị thiếu thông tin, thì chúng ta có thể thêm thương hiệu như là tai nghe phòng thu Beats, đúng không? Đúng không? Thì ở đây thì nó mình có một số cái gợi ý mà khi mà mình tạo các cái thông nội dung của quảng cáo trong tiêu đề, chúng ta có thể bổ sung các cái thông tin liên quan như thương hiệu, kích thước, màu sắc hay là nhóm tuổi, giới tính, độ tuổi, nhóm tuổi đấy, hay là nó theo những cái có những cái quy trình hay là các cái phiên bản giới hạn đặc biệt gì đó thêm vào. Thì nhân thì mình cũng có một cái trải nghiệm về cái mua hàng khi mà mua một cái sản phẩm từ phía công ty. Hôm trước thì mình có tìm kiếm mua một cái bàn phím cơ, thì mình có tìm kiếm ra trên Tiki thì cũng thấy một cái bàn phím và đúng cái loại mình mua ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì cái bàn phím đấy thì họ chỉ bảo là đúng là tên cái bàn phím và hãng cái bàn phím đấy thôi,
còn là đó. Ờ, thì đúng cái loại mình cần, nhưng mà khi mà mình click vào thì trong đấy cái bàn phím đấy nó lại là cái bàn phím mà nó mang switch switch black, không phải riêng riêng thức của anh, nhưng mà mình đang tìm cái switch blue, không switch brown. Thành ra là mặc dù là mình đã click vào cái quảng cáo đó rồi và đấy, gần như là mình là người chuẩn bị mua hàng rồi, nhưng mà tuy nhiên để vào cái sản phẩm đấy lại không phải những cái sản phẩm mình cần, thì hình dung chung đi thì Tiki lúc đấy đã bị mất tiền. Chính xác. Mất tiền là khi mình kích quảng cáo vào là họ bị mất tiền. Và mất cả, nhưng mà lại khách hàng cái đối tượng khách hàng vào lại không đúng đối tượng của họ. Chính xác. Thì nếu mà cái sản phẩm đấy đẩy đưa thêm cái thông tin về thuộc tính là về cái sức của nó đi cùng ngay ở trang tiêu đề thì có thể là đã bán được hàng rồi. Đã bán được hoặc là không bị mất tiền, hoặc là lúc đấy thì mình đã biết là mình không kích vào đấy luôn rồi. Đúng rồi. Không kích vào thì vậy là cái người bán hàng có thể là sẽ không bị mất cái chi phí đó. Được. Tức là nếu mà thông tin thiếu thì có nghĩa là cái khả năng có thể là khách hàng vào website của mình rồi nhưng mà vẫn không đúng phải là người mua hàng của mình. Được. Thì lúc đấy mình sẽ mất chi phí rồi. Thì nếu mà mình tối ưu hóa các thông tin đầy đủ hơn thì sẽ thuyết phục người mua hơn. Được. Và cái người mua hàng mà đã click vào thì thường là người mua khả năng chuyển đổi rất là cao nếu mà thông tin lúc đầu đầy đủ rõ ràng. Ok. Mình đến cái phần tối ưu phần mô tả. Thường thường ở phần mô tả này đa số mọi người sẽ rất là lười lặng. Nhiều bên doanh nghiệp ấy, nó sẽ bị không quan trọng lắm phần mô tả này, nhưng cái phần mô tả này cũng là cái phần mà gọi là tác động đến cái phân phối quảng cáo đó. Thì ở đây cũng có một cái ví dụ dành cho mọi người dành để thế nào gọi là mối quảng cáo tốt. Mình nói thêm một chút về cái chỗ tối ưu hóa về mô tả. Thì thường mình thấy ở các cái kết quả tìm kiếm thì chúng ta đối với quảng cáo mua sắm thì thường là mình sẽ không nhìn thấy mô tả. Dạ vâng, đúng rồi. Những cái mô tả, nhưng mà đấy là hầu hết là ở trên cái trang đích là trang Google luôn. Dạ. Nhưng mà như mình biết là quảng cáo mua sắm này không chỉ hiển thị ở trên Google thôi. Đúng rồi. Mà có thể hiển thị ở rất nhiều các nơi trên cái mạng hiển thị của Google. Dạ. Thì ở những nơi mà nó phù hợp thì nó sẽ hiển thị luôn cả thông tin mô tả ra. Dạ. Thì nếu mà trong cái điều kiện mà hiển thị thông tin mô tả ra thì chúng ta cũng nên làm thông tin mô tả hấp dẫn và làm sao thông tin nó rõ ràng để thuyết phục người mua hàng hơn. Dạ. Thì đừng lấy một cái đoạn, thường là hay lấy một cái đoạn mô tả trong một cái trang đích. Dạ. Thường thì nó bị cắt nội dung và nó không mang đầy đủ các nội dung nổi bật. Dạ. Thì chúng ta lưu ý được là khi mà làm cái mô tả này chúng ta cũng tương tự như tiêu đề. Dạ. Mình cố gắng đưa hết mức có thể những cái thông tin nổi bật nhất, nổi trội nhất của sản phẩm đó, ngắn gọn và rõ ràng. Đúng. Và khi như vậy thì người dùng đập vào mặt nhìn thấy cái quảng cáo đấy, chúng ta có thể đọc được các thông tin mô tả thì tăng cái khả năng thuyết phục với người mua hơn. Rồi. Chúng ta sẽ đến cái phần tối ưu hóa hình ảnh. Hình ảnh ở trên Google Shopping nó rất là quan trọng, bởi vì là cái không gian nhiều nhất của mọi người có thể nhìn thấy. Thì một cái mẫu quảng cáo thì chiếm đến 2/3 là cái hình ảnh rồi. Hình ảnh, đúng không? Thì cái hình ảnh đối với, cái sự khác biệt lớn nhất cái loại hình quảng cáo mua sắm đối với quảng cáo thông thường nó nằm là hình ảnh. Vâng. Khác biệt lớn nhất và gần như là mình nhìn vào một cái hình ảnh rất là trực quan và nhìn thấy và mình biết được là thông tin rất là rõ ràng và cần cái thứ mình quan tâm hay không, mua được hay không. Thì cái gần như là cái quan trọng nhất của quảng cáo mua sắm nó nằm ở chỗ hình ảnh. Vâng. Và chúng ta làm sao để mang được một cái hình ảnh chất lượng cao nhất để cho sản phẩm. Chính xác. Thế. Và làm nào để có những cái hình ảnh thì chúng ta sẽ có một vài lưu ý đối với những cái hình ảnh của cái phần quảng cáo Google Shopping. Vậy đây là những cái lưu ý dành cho cái quảng cáo từ hình ảnh quảng cáo Google Shopping, nhưng mà nó ở chỗ hình ảnh thì chỗ hình ảnh ở đây nó sẽ không được quá nhỏ.
vì hình ảnh quá nhỏ, khi chạy trên Google Shopping nó sẽ tự động nó phim cái ảnh nhỏ đấy lên thành hình to, thì như thế nó sẽ ảnh sẽ bị mờ, nhìn nó không rõ. Thứ hai, những hình ảnh cái có tính chất chung chung và những cái và hình ảnh có bị chất lượng thấp, thì những cái hình ảnh mà có tính chất chung chung, ví dụ là chụp cả một cái bức ảnh mà trong không, đấy có rất nhiều sản phẩm, đúng rồi, không mà không biết rõ ràng đấy là mình đang bán cái sản phẩm nào, thì ở đấy nó cũng không tốt. Những cái hình ảnh bị gắn watermark, ví dụ mọi người thấy ở đây ở kia, mọi người có thể thấy bị cái sale, cái mẫu giảm giá nó bị nó bị đè lên sản phẩm, và một cái watermark nữa ở cái thương hiệu của cái sản phẩm đó nó đè lên cái sản phẩm, thì ở đây cũng không tốt một chút nào luôn. Thì thường là khi mà Google duyệt các cái sản phẩm có các thông tin như này, thường thì cũng hay bị từ chối, đúng ạ, sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều. Từ chối nghĩa là các cái sản phẩm đấy thì Google sẽ từ chối là không chạy quảng cáo, chúng ta cần phải điều chỉnh lại, chỉnh sửa lại hình ảnh. Đây là những cái lưu ý mà khi mà mình đăng các cái sản phẩm để chạy quảng cáo hay là mình chuẩn bị nội dung để chạy quảng cáo Google mua sắm, thì mình cũng phải lưu ý về vấn đề hình ảnh này. Đó, và nếu không là chúng ta sẽ mất thời gian, tại vì khi mà mình đẩy cái sản phẩm lên Google thì chúng ta cũng mất khoảng độ tầm 3 đến 5 ngày để thể duyệt. Và nếu 3, mà mình chờ 3-5 ngày thì mình mới biết được là bị hoàn duyệt thì không đạt yêu cầu, thì mình lại phải làm lại, và lại mất 3-5 ngày thì mất rất nhiều thời gian. Vâng. Thì chúng ta thường sẽ phải lưu ý những cái liên quan đến hình ảnh. Và đây là một trong những cái rất, tức là trong những cái vấn đề phổ biến nhất liên quan đến ngành bị từ chối. Chính xác. Như kiểu như là về độ phân giải không đạt yêu cầu, ảnh quá nhỏ, hay là ảnh chúng ta thì có một nhiều nhà bán hàng thì thường đặt luôn các cái đoạn quảng cáo ngay trên hình ảnh, đúng rồi, cũng có cái giảm giá ngay đấy, cũng không sẽ bị dính, đúng ạ, hay là chèn tên thương hiệu vào cũng không phù hợp, và thường là cũng không được. Thường thì ở trên Google thì các cái sản phẩm thường khá là nổi bật ở trên Google thường là họ để màu nền màu trắng. Màu trắng, tại vì là cái trang trang Google là nền trắng, màu trắng, thì thường là các cái sản phẩm có nền màu trắng thì rất là hợp, nhìn nó rất là nổi bật. Thường là nền màu trắng thì gần như là nó trọn vẹn nổi bật, trọn vẹn hoàn toàn cái sản phẩm mà không bị tác động từ xung quanh, nó vừa đẹp ở trong kết quả tìm kiếm mà nó vừa thể hiện của nội dung của mình rõ ràng. Thế nên là nếu mọi người chạy quảng cáo mua sắm thì nên cố gắng tạo ra một cái hình ảnh nền màu trắng. Rồi đây là về cơ bản là về những cái vừa mình vừa nói vừa đây thì sẽ ghép vào, thì nó sẽ thành về là một cái mẫu quảng cáo nó có chất lượng tốt nhất khi mình chạy trên Google đấy. Shopping mình sẽ có lưu ý là chúng ta sẽ có về hình ảnh này, hay là tiêu đề để mô tả này. Ngoài ra thì sắp tới sẽ có thêm là nội dung về là thông tin về vận chuyển, thì chúng ta thường là cũng phải đẩy thêm thông tin về vận chuyển vào thì rất là thuyết phục khách hàng. Ví dụ như là khi mà người dùng tìm kiếm cái sản phẩm mà nhìn thấy cái thông tin là miễn phí vận chuyển chẳng hạn, hay là chi phí vận chuyển rõ ràng là 20.000 hay 30.000, thì là người dùng sẽ biết chính xác đấy là thông tin về vận chuyển rõ ràng, thì họ sẽ thuyết phục họ cao. Hay là có một cái rất hay là về đánh giá, đúng rồi. Thì hiện tại thì Google đang thử nghiệm ở thị trường Việt Nam. Thì sắp tới là các hộ sắp làm sớm ra mắt thôi, thì người bán hàng có thể đẩy có thể là cài đặt thêm là quảng cáo về tức là cài đặt thêm về đánh giá để người mua đích, nó gọi là tiện ích. Tiện ích đánh giá thì nếu mà một cái sản phẩm của mình ấy mà được nhiều người mua và họ được đánh giá rất cao, thì cái nhìn ở đây mức độ tin cậy rất là cao. Dạ. Thì nhìn chung là một cái quảng cáo như này và được hiển thị đối với người dùng, khi người dùng tìm kiếm một hiển thị thông tin như này thực sự rất là hấp dẫn. Dạ. Và tỷ lệ click rất là cao. Dạ. Và khi mà thông tin rõ ràng đến mức độ như này rồi, thì khi người dùng đã click vào gần như là họ sẽ đến những cái bước là chuyển đổi mua thành hàng. Dạ. Thì như vậy là cái chi phí quảng cáo của mình nó ở sẽ là hợp lý và rất là hiệu quả. Dạ. Và thì như vậy là cái điểm chất lượng của quảng cáo hay là của sản phẩm ấy rất cao, thì các cái sản phẩm mà được đánh giá cao thì Google càng phân phối nhiều, đúng không?
càng phân phối nhiều thì chi phí gần như nó lại càng rẻ, càng rẻ, càng rẻ thì mà nó phân phối nhiều thì bán được nhiều hàng, thì đấy là rất là quan trọng. Thì đấy là tổng quan về rất là đơn giản, có ba cái tối ưu về hình ảnh, tiêu đề, nội dung. Thì người mua, người bán hàng để lưu ý các cái thông tin như vậy, để khi mà chúng ta tạo những cái quảng cáo về mua sắm, chúng ta lưu ý những cái thông tin đấy thì để mang lại một cái hiệu quả quảng cáo cao nhất. Mặc dù là cũng cùng một cái công sức tạo ra nội dung quảng cáo, nhưng mà nếu mà có hai cái quảng cáo cùng một sản phẩm nhưng với hai nội dung khác nhau thì nó mang lại cái giá trị chuyển đổi hoàn toàn khác nhau. Ok, và đây là và điều cuối cùng thì anh muốn nói đối với quảng cáo mua sắm là cái sự khác biệt rất là lớn là không nói nhiều, không nói nhiều, cái thể hiện bằng hình ảnh, hình ảnh. Và những cái gì mà chúng ta nhìn thấy, tức là cái thuyết phục lớn nhất đối với người mua hàng online là hình ảnh, là những cái gì mới cảm thấy trực quan nhất, trực quan nhất. Thì đấy là cái giá trị rất lớn của quảng cáo mua sắm. Rất cảm ơn mọi người. Thì cái buổi trình bày của tôi với cả Phương thì trong buổi ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái phần giới thiệu căn bản về của cái Google Shopping thôi, và rất nhiều thứ hay ho, và hy vọng là sẽ có cơ hội để có thể chia sẻ cho mọi người nhiều hơn về Google Shopping và để làm sao được có thể triển khai được một chiến dịch Google Shopping hiệu quả, và làm sao để tối ưu được quảng cáo, tối ưu được các cái chiến dịch quảng cáo khi đang chạy, thì mình có thể là có những cái thời gian để chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta không có quá nhiều thời gian, nên là chúng ta có thể buổi ngày hôm nay chúng ta có thể overview qua là quảng cáo mua sắm như thế nào, và mọi người có thể biết được là mình có nên làm quảng cáo mua sắm hay không, và làm như nào, cái bước đầu tiên làm mình nào cái nội dung như nào để cho chuẩn bị nội dung làm cho hiệu quả. Và sẽ cái điều này nó sẽ rất tốt để khi các bạn duyệt feed đối với Google, gửi sản phẩm lên Google, bởi vì là mất tới từ 3 cho đến 5 ngày làm việc của Google, tức là không được tính cái ngày thứ bảy và chủ nhật, thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Nếu mà các bạn làm được tốt sản nội dung sản phẩm ngay từ đầu thì nó sẽ rất tốt khi để gửi cho phía Google duyệt cái sản phẩm. Rất là cảm ơn mọi người. Thì mọi người có thể dành một chút thời gian để đánh giá cái buổi webinar ngày hôm nay, để phía Sapo có thể chuẩn bị những cái buổi webinar nó tốt hơn trong tương lai. Sau đây chúng ta còn một chút thời gian thì chúng ta có thể trả lời những cái câu hỏi từ mọi người. Trong giai đoạn này thì quảng cáo mua sắm vẫn đang là một cái mảnh đất rất là màu mỡ, khó lắm. Thì các nhà bán lẻ thì hãy cố gắng trong cái giai đoạn này, là cái giai đoạn mới chạy ở thị trường Việt Nam, thì chúng ta hãy cố gắng khai thác cái mảnh đất màu mỡ này. Thì mà chưa có quá nhiều doanh nghiệp chạy cạnh tranh quảng cáo mua sắm, bởi vì cũng không phải là bên nào cũng có thể chạy được cái quảng cáo mua sắm này. Thì đây là một cái lợi thế rất là lớn cho những cái nhà bán lẻ tận dụng được cái thời cơ ngay lúc này, bởi vì chạy được quảng cáo mua sắm thì nó sẽ rất tốt, tối ưu hơn cho cái quảng cáo của mọi người. Ok, có một bạn Phạm Lan có hỏi một câu hỏi, là bạn có hỏi cho mình hỏi hình ảnh sản phẩm để chạy được Google Shopping có tiêu chuẩn là gì không? Có lẽ bạn hỏi từ cái lúc hồi sớm mình chưa chia sẻ về
về về về tối ưu hình ảnh đúng không nhỉ? Dạ vâng đúng ạ. Thì ở phía sau thì mình cũng với cả Phương cũng nói rất rõ về các cái chính sách liên quan đến hình ảnh cũng như là làm sao để làm một cái hình ảnh tối ưu với quảng cáo được rồi. Các bạn có thể đặt câu hỏi. Còn câu hỏi là mình sẽ chờ một lúc xem có các bạn có câu hỏi là mình sẽ việc có câu hỏi nhé. À, câu hỏi này có thể là tức là bạn Ngô Hoàng Phương có hỏi là mình muốn quảng cáo Google Shopping thì tham gia khóa học ở đâu, mình làm bên bất động sản thì có nên chọn shopping có shopping hay không. Cái này thì nhờ bạn Phương trả lời câu hỏi này. Mình sẽ cảm ơn bạn đặt câu hỏi, mình có sẽ trả lời câu hỏi này giúp bạn. Hiện tại thì các là đầu tiên bạn hỏi là bạn quan tâm đến bạn có thể học ở đâu đúng không? Thực ra là các bạn có thể học được trực tiếp ở ngay ở trang Google. Google đúng không? Đúng rồi, trang Google Academy thì có thể hướng dẫn cho bạn cách các bạn có thể học được chạy được quảng cáo Google Shopping, và ở trên đấy cũng có một cái bài thi dành cho bạn khi học xong để kiểu như là giấy chứng nhận rằng bạn đã đủ đầy đủ cái khả năng để chứng có thể nhận trực tiếp từ Google. Chính xác. Và cái câu hỏi thứ hai của bạn đưa ra đó là mảng bất động sản. Bất động sản thì như mình có chia sẻ ngay lúc đầu ấy, thì là sẽ không chạy được ở trên Google Shopping, nên là bạn sẽ hướng theo mình thì bạn sẽ nên hướng qua cái mạng là hiển thị và mạng tìm kiếm nó sẽ tốt hơn. Tức là thay vì chạy quảng cáo mua sắm thì mình có thể chạy các loại quảng cáo văn bản, chính xác, thường có chạy được. Dạ vâng. Okay. Tiếp theo thì bạn Minh Đào Đức thì có hỏi là bạn có sản phẩm về cổng nhôm đúc thì có chạy quảng cáo Google Shopping không? Cổng nhôm đúc hoàn toàn bạn có thể chạy được Google Shopping, nhưng mà bạn sẽ bị vướng một cái khoản đó là cái giao vận. Giao vận bạn sẽ phải chính xác rằng là bạn giao đến bạn có thể cái khu vực chạy của bên bạn ấy, nếu mà bạn chạy ở trong khu vực thì bạn phải chính xác được rằng là bạn sẽ đo được lường được chính xác cái phí vận chuyển bạn phải có, thì vậy bạn phải vận chuyển đến cho khách hàng chính xác được cái sản phẩm của khách hàng đặt. Và thứ hai là nếu mà bạn chạy ở khu vực toàn quốc thì bạn có cam kết được rằng bạn có thể shipping được cái sản phẩm đấy từ Bắc vào Nam hay không. Đó là một cái vấn đề, nếu mà bạn làm được cái điều đó thì rất nên chạy được Google Shopping, bởi vì cái này nó sẽ trực tiếp, cái như mình biết thì là cái cổng nhôm đúc của các bạn nó có hình ảnh rất là đẹp, thì như vậy nó sẽ có đập vào mắt của khách hàng nhìn được, thì như thế nó tốt. Thế có nghĩa là sản phẩm cổng nhôm đúc của các bạn hoàn toàn có thể chạy được đúng không ạ? Chỉ cái là bây giờ ở trên các cái channel landing của mình thì mình phải có thông tin về các cái chính sách về mua hàng đầy đủ rõ ràng theo tiêu chuẩn Google là hoàn toàn có thể chạy được đúng không ạ? Đúng không? Ok, thì chờ một chút. Có một bạn hỏi về là chi phí quảng cáo như thế nào khi mà bạn ấy muốn chạy quảng cáo sản phẩm về giải thể thao. À, giải thể thao. Cái vấn đề này thì nó cũng sẽ bị dính một cái vấn đề là bạn phải chạy được cái bạn là giày thể thao của nhãn hiệu nào. Nếu mà nhãn hiệu của Adidas, Nike thì hầu như bạn sẽ không chạy được Google trên Google một sao, bởi vì dính bản quyền ở đây. Google sẽ bị từ chối ngay cái sản phẩm là
các cái nhãn hiệu được bảo bảo hộ bản quyền trên toàn cầu. Thì như vậy thì nếu mà sản phẩm của bạn là giày dép nhưng mà của thương hiệu riêng tự sản xuất thì chạy được, và nhưng mà chi phí thì nó sẽ phải dựa trên cái dựa trên khu vực bạn chạy. Khu vực bạn chạy nó ở khu vực nào? Nhưng mà chắc mình đều chắc chắn mình cam kết với bạn là nếu mà bạn tuân thủ được những cái chính sách của Google ấy, thì cái chi phí của bạn sẽ ít hơn Search rất là nhiều. Có con số cụ thể như nào không? Tại vì bây giờ cũng rất nhiều người bán đang chạy quảng cáo văn bản bình thường thì họ cũng chưa tiếp cận đến quảng cáo mua sắm, thì làm nào để họ biết được là cái chi phí quảng cáo mua sắm như thế nào đối với quảng cáo thông thường hiện tại mà chạy? Cái này còn nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái số lượng sản phẩm của bạn. Số lượng sản phẩm với bạn càng nhiều thì khả năng phân phối của bạn càng cao, phân phối càng nhiều thì có khả năng kích càng nhiều, thì vậy khách hàng sẽ vào sản phẩm nhiều hơn và có khả năng mua hàng của các bạn nhiều hơn đó. Thì như vậy thường thường bên mình có những cái bộ ví dụ như này thì mình sẽ khoảng rơi vào khoảng cái khoảng con số từ 12 triệu cho đến mấy chục triệu đó về sau, tại vì nó có rất nhiều yếu tố đi kèm theo nữa, và có cái các cái về tối ưu về quảng cáo, về mức độ cạnh tranh nữa cơ, chứ không thể mình có thể nói được cái khoảng bao nhiêu tiền được. Cái này rất là khó, nhưng mà hầu hết thì các khách hàng mà chạy quảng cáo mua sắm thường là mang lại cái hiệu quả tốt hơn khá là nhiều so với quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo văn bản tìm kiếm. Dạ đúng ạ. Những cái sản phẩm như giày của bạn ấy thì chạy quảng cáo mua sắm rất là tốt. Bởi vì sao? Giày ấy thì nó có cái giá ngay rồi, và có mình có làm khá là nhiều bộ về quảng cáo Google Shopping ấy, thì những cái sản phẩm mà có giá rất là thấp thì tỷ lệ người mua rất là cao. Có nghĩa là cái giá mà dưới 500.000 thì tỷ lệ mua rất là nhiều, và khi người ta search thì người ta sẽ đập vào mắt ngay mình là giày, cái nhãn hiệu giày đấy rồi, và mình chỉ cần kích vào thôi. Nếu mà chọn ưng ý cái đã có cái giá so sánh với cái những giá của các cái nhà quảng cáo mua sắm ở sau rồi thì rất dễ mua luôn. Và những cái sản phẩm nhỏ như vậy thì càng dễ mua, nó không phải mắc đến cái là phân vân quá nhiều cho một cái đưa ra một cái quyết định có mua sản phẩm đó hay không. Liên quan đến cái chỗ mà chi phí để mà chạy quảng cáo của shopping ấy, thì mình có thể chia sẻ thêm những cái thông tin mới nhất từ quảng cáo mua sắm. Thì Google cũng đã chính thức đưa ra là các cái quảng cáo mua sắm chiến dịch thông minh. Dạ vâng đúng không ạ. Thì đấy là một cái loại quảng cáo rất là thông minh. Dạ vâng. Tức là khi mà chúng ta có thể là đặt ra các cái ngưỡng thầu để chuyển đổi ra một cái đơn hàng ở đấy đúng không? Đúng rồi. Tức là chúng ta có thể chấp nhận bỏ ra một khoản chi phí để mua bán được một cái món hàng nào đó. Dạ đúng. Thì đấy cũng là một cái hình thức của mua sắm, nhưng mà đấy là một cái chiến dịch thông minh. Thì cái đấy nó sẽ an toàn rất nhiều cho người bán, tức là nếu mà không bán được hàng thì không mất tiền. Chính xác. Yeah, không có chuyển đổi. Có thể là người mua hàng kích vào website xem thoải mái nhưng không mua hàng, thì người bán có thể là không mất tiền đó. Và các chiến dịch thông minh thì cái khả năng phân phối của Google rất là mạnh, và gần như là không phải làm gì đúng không? Chúng ta đã đẩy thông tin lên Google và Google tự tìm kiếm người mua hàng phù hợp nhất đối với cả món hàng của chúng ta, và từ đó là thuyết phục người mua và theo đuổi người mua bao giờ bán được hàng thì thôi đúng không? Và đến lúc nào mà bán được hàng thì Google mới lấy được tiền của người bán, còn nếu mà không bán được hàng thì không được tiền. Tức là loại hình quảng cáo mới như vậy, tức là không đơn giản là tính phí theo click nữa, lợi nhuận của đơn hàng đó. Đúng rồi, tức là tính phí theo từng đơn hàng bán được đúng không? Nếu không bán được hàng thì Google không thu tiền, và thu tiền trên từng đơn hàng bán được.
Và cái Google Shopping này thì rất là lợi thế, Smart Shopping này rất là lợi thế. Các bạn ở đây chắc không nhiều người sử dụng cái này, bởi vì nó sẽ có mặt hạn chế, đó là phải bắt buộc chạy ở toàn quốc thì mới có thể chạy được về Smart Shopping như này, và ít nhất nó có phải có yêu cầu chuyển đổi trước. Ví dụ như là ở đây phía Google cung cấp thì nó sẽ là 20 chuyển đổi trong vòng 30 trong vòng 45 ngày, trong vòng 40 ngày thì sẽ có chạy được sang chuyển sang Google Smart Shopping. Thì mình chạy có chạy trong khách hàng thì anh Quý không biết có biết không rằng là em đã từng chạy cho khách hàng là 1 đồng 1 click và sinh ra ngay một cái chuyển đổi đó rồi, gần và như là một cái đơn miễn hàng phí, gần như là gần miễn như là phí. miễn phí. Cái khoản đó nó click vào mất chỉ có 1 đồng thôi, Đúng rồi. và kích vào cái là đến đúng cái đối tượng đó được, thế nên là người ta sẽ mua hàng ngay lập tức. Đúng rồi. Tại vì đây cũng đang là cái thời điểm mới, gần như là cái mảnh đất mới, và có những cái khu vực, tức là có những cái loại sản phẩm chưa hề có quảng cáo, thì gần như những cái đơn vị một mình chạy một thế giới Đúng như rồi. vậy thì cái chi phí quảng cáo Rất rất là là rẻ. rẻ, gần như là miễn phí, nó Vâng. thoải mái luôn. Và nó sẽ tối ưu đến mức độ là nó sẽ phân phối đến những người quảng cáo có nhu cầu mua hàng của cái sản phẩm đó. Tức là sao, là Google thống kê cho chúng ta là mỗi một người dùng có khoảng hơn 1.000 thông tin, 1.000 trường thông tin, và trên các cái trường thông tin đấy nó sẽ dựa trên các trường thông tin đấy để phân phối quảng cáo cho đến đúng người đó, để đến đúng cái người có khả năng mua hàng đó. Thì vậy nên là nó sẽ rất là rẻ đó. Có một câu hỏi là hỏi về tức là bạn có hỏi về cái trang 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 landing trang đích của bạn ấy là chưa có HTTPS, và sản phẩm trên trang thì chỉ định giá thôi, thì cũng không có giỏ hàng, và không có giỏ hàng như không có thanh toán trực tuyến thì có chạy được khoảng không. Ui, ok, cảm ơn bạn đã đặt Gần câu như hỏi. là HTTPS gần như là bắt buộc rồi, cái đấy thì chắc chắn là không Không có sao. HTTPS là Google không duyệt cái Không website duyệt. đấy rồi, Thứ nhất là thì bạn đã bị dịch cái đấy rồi. Nếu mà bạn không có HTTPS thì là chắc chắn là bạn sẽ chắc không được chắn duyệt. là phải Không có HTTPS rồi, không xác thực được cái kho hàng merchant của bạn. website Đúng gần không? như Không là hề không xác xác được thực. website, Chính xác, không không xác thực website website cho bạn luôn. thì không chạy được. Và điều thứ hai bạn nói là các bạn không có giỏ hàng đúng không? Không có hình thức online, thanh toán Nghĩ online đúng là không? Không 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 cũng thể được luôn, bởi vì có là giỏ hàng thì cũng không phải là cần thiết bắt buộc lắm, thì có trang trang thanh toán trang thanh toán phải, có các bạn trang phải thanh có trang thanh toán, toán. và đi kèm với trang thanh toán là thông tin về chính sách Chính về sách, mua bán trả hàng rõ đúng ràng rồi, phải là có có thể cái đấy, phải có trang riêng, trang chính là sách phải có trang riêng, có thể chạy được. đúng không? Nhưng mà cái Và này thì bạn lưu ý là sẽ phải xử lý có HTTPS là cái ok, thì và cập sẽ nhật trang thanh toán đúng nữa rồi, cập nhật điều chỉnh trang thanh toán là ok, là có thể chạy được. okay. Bạn bạn Đức thì có hỏi tiếp cả ở cái sản phẩm của bạn ấy là kích thước lớn thì có ảnh hưởng gì không, tức là cái sản phẩm nó kích thước nó lên đến mảnh mét vuông thì có ảnh hưởng gì đến quảng cáo không? Không ạ. Cái này chẳng ảnh hưởng gì đúng Đúng không? ạ, cái này không ảnh hưởng Cái gì này hết. chỉ là vấn đề của bạn ý đối với người người mua như thế nào thôi, nếu Đúng là ạ. cái việc mà xử lý sau bán, Đúng ạ. tức là bạn ý giao hàng như nào thôi, chứ còn quảng cáo mua sắm là đến cái bước mà mang lại đơn hàng của bạn ý là ok rồi, Dạ. còn cái việc giao vận như nào thì đấy là bạn ý xử lý phía sau thôi. Đó. Cái của bạn ấy là hình ảnh ấy nhỉ, đúng không? Hình ảnh của sản phẩm nhé. Tức là kích thước À, kích và thước. trọng lượng của sản phẩm À đấy, không, cái đấy thì không ảnh hưởng cái chút đấy nào hoàn luôn. toàn không ảnh hưởng đúng không? Ok, mình cũng không còn thời gian nữa, Được thì mình với cả Phương cũng xin kết thúc cái buổi webinar ngày hôm nay tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sapo và tham gia cái buổi webinar ngày hôm nay. Thì chúng ta rất mong là chúng ta sẽ có cơ hội làm nhau ở những cái buổi webinar tiếp sau. về cái sâu hơn về Google Shopping. Cảm ơn các bạn. Rồi, chào mọi người.